Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admica. Trên tay của mình ngày hôm nay đó chính là chiếc Galaxy S22 Ultra, một trong những chiếc máy mà ở thời điểm hiện tại mức giá của nó chỉ còn một nửa so với lại mức giá niêm yết ban đầu thôi. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Và với cái chiếc máy mình đang trên tay thì nó thuộc cái dạng hàng là kiểu máy siêu lướt, máy mới các bạn nha. Thậm chí nó còn nguyên siêu này, nó còn nguyên siêu ở những cái phần khung viền ở đây. Đấy, cho nên các bạn có thể yên tâm về cái độ mới của nó. Chủ yếu là máy trôi bảo hành thôi. Và tất nhiên với những chiếc máy mà các bạn mua tại Điện thoại Hay ấy, thì nó sẽ vẫn còn bảo hành chính hãng cực kỳ dài, chứ không phải là kiểu hết bảo hành rồi các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về mặt chất lượng, dùng tẹt ga thoải mái tại vì còn bảo hành chính hãng mà. Và ở thời điểm hiện tại thì mức giá của em này nó rơi vào tầm khoảng là 14.3 triệu. Nói chung là mức giá nó đã hợp lý hơn so với ngày xưa rất nhiều rồi. Đối với lại một cái thiết bị đến từ Samsung, đặc biệt là với những dòng flagship thì cái biên độ tụt giá của nó rất là nhanh. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian giờ đây nó đã là chuyển sang gần như là năm thứ hai rồi, tức là khoảng một năm rưỡi rồi. Đấy, thì bây giờ mình thấy là đây là cái thời điểm thích hợp nhất để mà chúng ta có thể mua Galaxy S22 Ultra mà không sợ bị tụt giá khủng khiếp như trước kia nữa. Với Samsung hay là Apple thì cái việc mà bị mất giá khi mà chúng ta vừa mới bóc siêu ra, hoặc là ở trong một cái khoảng thời gian là một năm đầu tiên đấy, khi mà mới mua máy vừa mới ra mắt ấy, thì cái biên độ trượt giá của nó rất là khủng khiếp luôn. Nên là thành ra với mình khi mà mua một chiếc máy lướt như là Galaxy S22 Ultra đang có mức giá rơi vào tầm khoảng 14 triệu tại Điện thoại Hay, nó đang là hợp lý rồi. Với một cái thiết kế chuẩn flagship. Và Samsung giờ đây thì cũng đã đi theo hướng giống như là Apple, tức là thiết kế qua hàng năm thì thay đổi một tí xíu, cải tiến một tí xíu để mà nó thực dụng, nó hợp lý hơn. Nên một phần cũng đã giúp cho cái chiếc Galaxy S22 Ultra này nó có một cái biên độ giữ giá tốt, vì nhìn nó không khác gì mấy so với lại con Galaxy S23 Ultra cả. Và khi mà chúng ta bỏ ra một cái số tiền như thế này để mua Galaxy S22 Ultra thì nó vẫn mang lại một cái trải nghiệm, một cái cảm giác như là dùng một cái thiết bị đời mới nhất của Samsung vậy. Đấy, đúng không nào? Đấy, thì thiết kế được bảo tồn cho nên con này nó cũng giữ giá khá là ok này. Kèm với đó là mọi thứ trên cái chiếc máy này thì nó đều là chuẩn flagship cả, đều là những gì mà tốt nhất của Samsung vào năm 2022. Ví dụ như là chúng ta sẽ có là một cái màn hình 2K, mà màn hình của con này thì lại na ná giống như con S23 Ultra, không có sự khác biệt gì cơ. Từ thiết kế đến từ thông số bên trong, độ phân giải là 2K này, rồi là độ sáng 1700 nits này, rồi là kích thước màn hình vân vân và mây mây. Nói chung là nó đều giống với lại con Galaxy S23 Ultra cả. Mà Galaxy S23 Ultra thì các bạn phải bỏ ra một cái mức giá tầm khoảng là trên 20 triệu như thế, 22-23 triệu như thế. Nhiều bạn bảo rằng là săn sale mua được 18 triệu nhưng mà biết khi nào mới săn được cái giá đó. Nên với một cái khoản trên là tầm 6, 7, thậm chí 8 triệu như thế thì đây là một cái khoản trên mình thấy nó cực kỳ là hợp lý. Nói chung là khi mà chúng ta mua là chúng ta không có sợ bị hớ. Kèm với đó là về phần hiệu năng thì chúng ta sẽ có được một con chip Snapdragon 8 Gen 1. Mình phải nhấn mạnh thật sự là đối với lại những cái dòng máy đến từ Samsung ấy, hiệu suất của nó không phải là kiểu dành để cạnh tranh lại được, không thể nào cạnh tranh lại được luôn với những cái thương hiệu đến từ Trung Quốc. Thật sự là như thế. Hiệu năng của nó tầm khoảng đâu đó là 7-80% so với lại một cái con chip bình thường khi mà được trang bị trên một cái chiếc máy khác thôi. Máy khác ví dụ như lấy thang điểm chuẩn của những cái chiếc máy Trung Quốc là 100% thì nó chỉ tầm 7-80%. Và với con chip Snapdragon 8 Gen 1 có trên cái con Galaxy S22 Ultra này, nếu như các bạn chơi từ game nặng như là PUBG Mobile, cỡ từ PUBG Mobile trở lên thì nó sẽ không thật sự là ổn định và nó sẽ có hiện tượng nóng, lag, drop là chuyện rất là dễ hiểu luôn. Nhưng khi mà các bạn không có nhu cầu chơi game quá nhiều, hoặc là những cái tựa game các bạn giải trí nó nằm ở một cái mức độ họ vừa phải như là Liên Minh này, Liên Quân, thì con này nó vẫn đáp ứng cực kỳ tốt, không có gì để mà phải phàn nàn ở chê cả. Option RAM ROM thì cũng rất thoải mái, kèm với đó là về camera của nó cũng rất là chất lượng. Camera của con này thì cái điểm mình rất thích đó chính là cái khả năng xử lý phần mềm của nó cực kỳ hiệu quả. Cái này thì cũng đã được Samsung làm rất là chỉnh chu từ nhiều năm nay rồi trên các thế hệ flagship của mình. Chỉ là có hiệu năng của nó là không phải là kiểu bung bét ngon lành như là những cái chiếc máy Trung Quốc thôi, chứ còn mà nói về phần camera thì nó luôn luôn là đi đầu các bạn nhé. Không cần phải cảm biến một inch, không cần phải Leica, không cần phải Hasselblad, không cần phải X-Mate gì cả, mà thay vào đó là đấy, có một cái camera đến từ Samsung như thế là các bạn biết là nó cực kỳ chất lượng rồi. Phần mềm xử lý rất hiệu quả, cân bằng sáng tối, các bạn có thể thấy thông qua những bức ảnh ở đây đó. Và đặc biệt là về cái khả năng zoom của nó thì nhức nách luôn. Có một camera tele siêu zoom như thế 10x để mà có thể là zoom được 30x, 100x cực kỳ sắc nét, là mình thấy là nó cũng hợp lý rồi. Trong tầm này thì nếu mà nói về khả năng zoom thì con này phải gọi là vô đối thôi. Mắt của mình bây giờ đây nó đã cận khoảng từ 1 đến 1,5 độ, cái cảm mang kính thì cũng không thể nào mà thấy rõ được những cái biển số ở trong cái phạm vi khoảng 10x. Con này bật lên phát là có thể là nhìn thấy được luôn. Thì nói chung nó cũng tiện trong nhiều lúc mà chúng ta cần soi bất kỳ một cái gì đấy.
thì nó hợp lý. Đấy, và camera bình thường của nó thì về khả năng quay, chụp, thu âm cái thứ này kia thì nó cũng đều đáp ứng rất là tốt cả, từ A đến A. Nhưng còn về cái phần pin thì mình thấy là nói chung là nó dùng bình thường. Ngày trước là nó còn yếu nữa cơ. Về cái khả năng phần mềm, tối ưu phần mềm hồi mà nó mới ra mắt ấy, nó còn bị yếu. Chính Samsung cũng đã thừa nhận cái lỗi này. Nên là sau một khoảng thời gian thì Samsung cũng đã tung ra một cái phiên bản cập nhật để mà khắc phục được vấn đề pin, thì giờ đây nó dùng gọi là ổn rồi. Chứ còn nói về trâu thì không trâu các bạn nhé, trâu thì không trâu. Khi các bạn mua cái chiếc máy này tại Điện Thoại Hay thì các bạn vẫn sẽ được tặng một cái cáp chuẩn 45W để mà sạc cho cái chiếc Galaxy S2 Ultra này một cách thoải mái. Máy thì hỗ trợ chuẩn kháng nước đầy đủ cả. Đấy, còn zin, còn nguyên cả cái siêu viền như thế này thì các bạn lo gì nữa đúng không nào? Rất uy tín luôn, còn cả bảo hành chính hãng rất là dài nữa. Nên đây là một mức giá mình thấy rất hợp lý dành cho cái chiếc Galaxy S2 Ultra này. Vậy còn các bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.